Kỹ năng quản lý thời gian để đạt hiệu quả cao của người thành công. Chào các bạn, tôi là Lê Văn Cương, chuyên gia đào tạo về xây dựng văn hóa đội nhóm, văn hóa doanh nghiệp, giúp cho mọi người tự tin nói trước đám đông, đào tạo nhân bản quy trình kinh doanh online. Và ngày hôm nay rất vui được chào đón bạn đến video của Lê Văn Cương. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ bạn một cái quy trình, một cái kinh nghiệm để giúp cho chúng ta có thể quản lý thời gian hiệu quả, mà cái công thức này được đúc rút từ những cái kinh nghiệm của những người thành công, họ đang ứng dụng và kiểm soát cũng như quản lý thời gian trong công việc của mình như thế nào. Và ngày hôm nay bạn hãy cùng xem thật kỹ cái điều này để chúng ta nhận được những điều tuyệt vời và ứng dụng nó ngay vào trong cuộc sống ta, để trở nên có một cái cuộc sống tuyệt vời hơn và quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn. Có một câu hỏi tôi đặt cho bạn như này: có bao giờ bạn cứ loay hoay từ sáng, mở mắt dậy xong bạn loay hoay một tí, bạn lại tới trưa loay hoay một chút, bạn ngủ một chút lại tới chiều, xong rồi loay hoay một chút rồi lại làm một vài linh tinh, xong lại tới tối loay hoay một chút nữa, xong rồi lại đi ngủ, và cuối cùng một ngày bạn chẳng nhận ra một cái điều gì cả, bạn nhận ra rằng mình chẳng làm được cái điều gì cả. Bạn đã bao giờ gặp như vậy chưa? Tôi thì đã từng rất nhiều, và tôi tin rằng rất nhiều người bên ngoài cuộc sống kia họ cũng đang như vậy. Bởi vì sao? Họ đang không biết cách quản lý thời gian, họ đang không biết làm thế nào để mình tạo ra một cái cuộc đời ý nghĩa, một ngày ý nghĩa cả. Và bởi lý do vì thế, họ kết thúc một ngày và họ cảm thấy tiếc nuối, và nhiều lúc cảm thấy nó rất là trông chênh, nó rất là mơ hồ, bởi vì mình không làm được gì hết, đã hết kết thúc một ngày rồi. Vậy lý do ở đâu? Đây là một cái ví dụ để bạn hình dung. Nếu như bên tay trái của tôi là một ly cát, bên tay phải của tôi là một ly sỏi, nếu bạn đổ một ly sỏi vào một ly cát thì không thể nào chứa thêm được một viên sỏi nào cả. Nhưng nếu chúng ta đổ một ly cát vào một cái ly sỏi như này thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ chứa thêm được rất nhiều cát. Bởi vì sao? Bởi vì những viên sỏi xen kẽ ở các viên sỏi lớn là rất nhiều cái khe nhỏ, và nó có thể chứa thêm cát. Và các bạn sẽ rất dễ hình dung khi mà chúng ta lựa chọn một ngày của mình làm những cái công việc quan trọng, những việc lớn, và chúng ta làm hiệu quả, và sau đó chúng ta tiếp tục làm những việc nhỏ hơn. Còn nếu bạn tranh thủ, bạn làm rất nhiều việc, những việc tốn nguồn tằn ngàn, và cuối cùng chúng ta không có thời gian làm những việc lớn hơn, đó là một cái sự lựa chọn. Nhiều người nói rằng em bận lắm. Ok các bạn à, con kiến nó cũng bận. Như thế nào là bận? Bận có ý nghĩa hay là bận một cách tốn nguồn tằn ngần mà không làm được gì cả? Thì đó là ở cái câu chuyện chúng ta quản lý được thời gian của mình. Hãy biết rằng mình cần phải hoàn thành điều gì, và ngày hôm nay cái điều gì là điều làm cho chúng ta cảm thấy quan trọng, chúng ta cần phải hoàn thành ngày hôm nay, chứ không phải đụng công việc gì chúng ta cũng làm. Cái điều đầu tiên để mà quản lý thời gian một cách hiệu quả là bạn phải list ra được những việc quan trọng hàng ngày của mình. Những việc nào, những việc quan trọng mà chúng ta cần phải hoàn thành hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nó là những việc quan trọng trước khi chúng ta tiếp tục làm những việc không quan trọng khác, những việc cần làm nhưng không cấp thiết, không phải quá quan trọng, đúng không ạ? Những việc quá quan trọng, những việc lớn thì chúng ta phải ưu tiên làm trước. Và tiếp theo nữa, điều đầu tiên là chúng ta phân loại ra những việc chúng ta cần làm. Điều thứ hai là chúng ta cho nó những block thời gian để chúng ta có thể làm việc. Một cái việc thì bạn cần phải tập trung ở một bao nhiêu block thời gian. Tôi ví dụ như một việc lớn chúng ta sẽ dành tập trung khoảng 45 phút để chúng ta hoàn thành. Trong vòng 45 phút đó bạn tập trung hoàn toàn, không bị chi phối bởi điện thoại, không bị chi phối bởi người thân, không bị chi phối bởi những sở thích cá nhân. Còn thường thường tôi thấy là nếu chúng ta làm việc trên điện thoại, chúng ta lướt lướt một chút, chúng ta thấy cái gì đó nó hay hay, mình đang định vào YouTube để mình học cái này, nhưng mình mở ra trong cái tab thịnh hành, nó lại đề xuất chúng ta những cái video rất là hay. Thế là chúng ta lại kích vào những cái việc đó, và chúng ta xem, và lướt lướt mất 5-10 phút lại kích vô. Đấy, và lại mất thêm một khoảng thời gian đến khi chúng ta quên đi chúng ta cần làm cái gì. Hay bạn đang nhắn tin, bạn đang trao đổi với khách hàng, tự nhiên có một cái inbox tới, và thế là bạn lại đi tư vấn cái inbox đó, bạn quên mất là mình đang cần phải viết email. Hay là bạn nghĩ rằng mình cần phải gọi một cuộc điện thoại cho một người rất quan trọng, nhưng cuối cùng thì ở đâu đó video ập tới, tin nhắn ập tới, rồi người like, các thứ kiểu. Cái mạng online đang ngày càng chi phối chúng ta, nó mang cho chúng ta một mớ những cái việc linh tinh, nó giống như những cái ly sỏi hết các bạn, và chúng ta không phân biệt được để mà tập trung vào những cái việc lớn, việc quan trọng. Đấy là một cái điều rất đơn giản thôi, nhưng mà hãy nhớ với tôi này, điều đầu tiên là phải phân loại những cái công việc, và nhất định là phải nhất quán về tuân thủ những công việc để chúng ta hoàn thành những block việc quan trọng đấy. Thứ hai là chia cho những cái block thời gian để chúng ta hoàn thành. Nếu mình chưa hoàn thành thì mình không được bị sao nhãng bởi những việc khác, nhân viên các thứ kiểu. Ngoài những việc quá cấp thiết thì hãy treo bảng ở ngoài bên ngoài: không được làm phiền, tôi đang phải giải quyết công việc này. Và thứ ba nữa, chúng ta hãy tận dụng
thời gian và nguồn lực của người khác. Hãy sử dụng thời gian của người khác. Tại sao bạn phải đi làm những cái việc linh tinh như thế? Trong khi đó bạn có thể chú tâm vào những việc quan trọng hơn, những việc linh tinh như thế. Hãy sử dụng người khác, nguồn lực của người khác. Tôi ví dụ, nếu như cùng một khoảng thời gian đó, đáng lẽ bạn sẽ làm được rất nhiều việc quan trọng, bạn đi giải quyết những công việc nhỏ đó hãy giao cho nhân viên của bạn. Những công việc nhỏ đó bạn có thể nhờ người khác, bạn có thể dùng tiền để mà thuê người khác làm những công việc không quan trọng đó, và chúng ta sẽ có thời gian để mà chúng ta làm được những điều tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Chứ đừng để cho một ngày mình cứ loay hoay làm rất là nhiều việc rồi cuối cùng mình không thấy mình làm được gì cả, bởi vì nó quá thứ linh tinh đi. Và ở trong cái xã hội online hiện tại có rất nhiều thứ làm cho chúng ta mất tập trung, có rất nhiều thứ làm chúng ta sao nhãng, và có rất nhiều thứ làm cho chúng ta không làm được việc. Cái việc của bạn là phải bình tĩnh, sống ở trong một cái xã hội nó đang càng ngày càng rối loạn như thế này thì chúng ta mới có thể quản lý thời gian được. Có rất nhiều cách để quản lý thời gian hơn nữa, nhưng đây là một cái phần chia sẻ rất thực tế mà bản thân tôi cũng đã trải qua. Tôi cũng là từng rất nhiều lần trong cuộc đời tôi bị cuốn theo như vậy, và tôi mất rất nhiều thời gian như thế. Đến cuối ngày, đến cuối tuần, đến cuối tháng tôi nhận ra tôi không làm được gì cả. Nên tôi muốn chia sẻ bạn để bạn nhìn lại. Đôi khi chậm lại một chút mà lại đi nhanh hơn, chậm lại một chút lại làm được nhiều hơn. Chúng ta cứ vội vã theo cái vòng quay rồi cuối cùng chúng ta thấy chúng ta không làm được gì công việc gì hết các bạn. Vì vậy, hãy cứ bình tĩnh thôi, được không ạ? Hãy cứ bình tĩnh, chậm lại một chút, viết ra từ từ từng việc một và tập trung vào nó. Đừng có nóng vội quá, nhưng phải quyết tâm nỗ lực để hoàn thành một cái việc và cho nó trọn vẹn. Và phải có thêm một cái bonus phụ, đó là ăn mừng chiến thắng về những công việc đó. Ghi ra mình đã hoàn thành rồi và ăn mừng. Yeah! Đó là những cái điều rất ngắn gọn tôi muốn đúc kết chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Một cái góc rất nhỏ mà những người thành công họ đang làm thôi. Hãy tìm thêm những cái cách thức quản lý thời gian. Ví dụ như việc nào quan trọng thì ưu tiên trước, việc nào cấp thiết mà không quan trọng, việc nào cần phải xử lý trước để chúng ta biết cách. Và một điều quan trọng cuối cùng đó chính là phải áp dụng nó thường xuyên để nó hình thành một cái thói quen để giúp bạn thay đổi, và áp dụng nó thường xuyên mỗi ngày để nó tạo thành cái cuộc sống của bạn, thì khi đó chúng ta mới thay đổi được. Còn nếu ngày hôm nay bạn nghe xong và bạn để nó, bạn không làm gì hết, thì ngày mai bạn lại tiếp tục bị cuốn theo mà thôi. Nên ngay khi bạn kết thúc video này, hãy viết ra những cái việc mà bạn cần hoàn thành trong những khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, sắp xếp nó xem cái việc nào cần ưu tiên và sau đó bắt tay vào làm, chia cho nó những cái mốc thời gian tập trung để chúng ta hoàn thành. Chắc chắn bạn sẽ kết thúc một ngày vô cùng tuyệt vời và cảm thấy tràn đầy hưng phấn. Ok không ạ? À? Đó là một tip cưng rất nhỏ tôi muốn chia sẻ bạn ngày hôm nay. Nếu như bạn có một cái phương pháp nào hay hơn, hay học hỏi được phương pháp nào nhiều hơn, thì hãy cùng comment và chia sẻ cùng với cưng nha. Chúng ta sẽ cùng học hỏi, cùng nhau phát triển một cách tuyệt vời hơn. Cảm ơn bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo.